Sáng 15 tháng 10, đoàn công tác của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy được Bộ Công an cử đến Quảng Ngãi tham gia hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ sạt lở tại nhà máy thủy điện Cà Tinh, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng. Trung tá Phạm Viết Tiến, Phó trưởng khoa Cứu nạn cứu hộ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cho biết, đơn vị đã cử 4 cán bộ giáo viên thuộc khoa Cứu nạn cứu hộ đến tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn cùng với lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Ngãi để rà soát tổng quát dọc suối Cà Tinh. Các lực lượng đã sử dụng Flycam để mở rộng phạm vi tìm kiếm cũng như tiếp tục triển khai phương tiện và lặn tìm dọc theo suối Cà Tinh ở các khu vực nghi ngờ có người bị nạn, dùng các máy bơm chuyên dụng hút nước vị trí tuabin để nhanh chóng thực hiện các biện pháp tìm kiếm. Thượng tá Nguyễn Hội, tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Sơn cho biết, hiện đơn vị đang chỉ đạo lực lượng dân quân các xã vùng hạ lưu sông Trà Bồng như xã Bình Mỹ, Bình Minh, Bình Chương, Bình Dương, Bình Chánh cùng tổ chức tìm kiếm nạn nhân theo dọc bờ sông.